Vào năm 2019 thầy đã làm một cái video này. Ok, chúng ta chuyển sang câu số 10. Các bạn tưởng tượng tình huống như thế này, hiện nay có một dịch cúm đang lan tràn rất là nhanh. Vâng, và trong năm 2020 này, dịch cúm đã lan truyền rất là nhanh. Thật là một dự báo, thật là một dự tưởng kinh khủng của thầy Dũng Mori phải không ạ? Và trong ngày hôm nay, thầy Dũng cũng sẽ trở thành một thầy bói để dự tưởng về cái đề thi tháng 12 năm 2020 của chúng ta vào chủ nhật tuần này và uh, trong video này thầy sẽ dự tưởng toàn bộ đề n ba can gì có những gì từ vựng có những gì ngữ pháp có những gì uh, đọc hiểu có những gì và nghe hiểu có những gì các bạn nhé hãy chúng ta nhau bắt đầu thôi ok hãy trước tiên chúng ta bước vào phần từ vựng đúng không nào uh, từ vựng thì sẽ có phần đọc chữ hán chúng ta sẽ đọc Cổ số nhất là gì đây sekinin trách nhiệm đúng không thứ hai zumbi chuẩn bị đúng không thứ ba hey. Yo bộ là phòng tránh đúng không nào hay là phòng ngừa Ok chưa Tiếp theo Kê go là kính ngữ Đúng rồi Số 5 Hô xin phương châm Đúng không nào Số 6 Chăn trở này Hay là phân vân này Đúng không nào Hay là chúng ta cảm thấy mệt mỏi đau đầu về cái vấn đề gì đó Mối quan hệ con người chẳng hạn thì dùng từ này nhé Nai am chưa Chăn trở phân vân Hay là Số 7 Yasashi Yasashi là hiền nhé Chỉ là tính cách con người để Yasashi để nhé. Tiếp theo Okasu Okasu đây là gây ra, gây ra lầm, lỗi lầm này hay là gây ra tội này, ca okasu hay là tsumi o okasu. Ok chưa? Đấy, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là phần eh, tìm chữ kanji đúng, được chưa nào? Đấy, chữ đầu tiên thầy cho là từ shodai thì các bạn nhớ nó là chữ shodai là kanji này nhá. Số 10, sseki là tham gia hay là có mặt, được chưa nào? Tiếp theo, cái là chữ Hán này nhé các bạn nhá. Đừng có nhầm mấy sang mấy chữ Hán này nhá. Ok chữ hán này mới là chính xác này ok chưa nào hay hăm bừng tức là một nửa ừ, chữ hán này quá dễ rồi đúng không tiếp theo kyo ryok cự kyo cự là hợp tác sự hợp tác kyo cự ok mười bốn là gì đây kanzen là chữ hán này nhé các bạn nhé kanzen kanzen là hoàn toàn cái gì đó kanzen ni wakatta tạ, tôi hiểu hết rồi kanzen ni nao tôi khỏi hoàn toàn rồi chưa nào hay xong 14 câu rồi rất là nhanh đúng không tiếp theo môn này số 3 của chúng ta đó là điền từ thích hợp vào chỗ trống các bạn ạ. Ok nha. Hãy câu số 15. En kỵ. En kỵ là gì nhỉ? Hoãn, hoãn sáng, hoãn sang ngày khác ấy, đúng nào? Hoãn sang ngày khác. Còn cái từ en trồ các bạn đừng nhầm từ en trồ, en trồ tức là kéo dài, Tức là Kéo dài. Ví dụ buổi thi đấu này ngày hôm nay 50 phút chẳng hạn chúng ta sẽ phải kéo dài thêm 10 phút chẳng hạn, đúng không? Rồi. còn cái từ en kỳ tức là hoãn hẳn ví dụ vì lý do trời mưa chẳng hạn nên chúng ta phải hoãn sang buổi khác được nào tiếp theo Kyōtsu tức là chung. Ví dụ bạn chung chẳng hạn. Kyōtsu no tomonachi hay là, đặc điểm chung là. là điểm chung à? Là. Kyōtsu ten tức là điểm chung cái gì đó. Tiếp theo 17 bảy. Virus tức là virus. Aigia. Tiếp theo 18 tám. tức là hỏi hỏi ai đó, hỏi cảnh sát chẳng hạn, đúng không? ni Michio tazuneru tức là hỏi cảnh sát đường đi thế nào? Mawari tức là xung quanh. Doki doki tức là hồi hộp giờ mà mô lượng dễ rồi nó 21 mà mô lượng dễ rồi nó bảo vệ được chưa? 22 minus sự minus sự là âm được chưa? 23 hốt sự hốt sự của chúng nào phơi sen tất cử mô nổ sự tức là phơi của nó phơi đổ giặt đấy được chưa nào? 24 cái sự cái sự tức là trả lại được chưa nào? Hai câu số 25 là đề được đúng không? Đề kỳ được đề kỳ được thì nó có, có, rất là nhiều nghĩa đây là thầy cho ra một cái từ đó là vô hàng gạ đề đề tức là cơm chín rồi hoặc ngày ngoài ra còn có là cô vítôga dekita tức là có người yêu rồi hay là cô đô dekita tức là có con rồi thế nào hãy chúng ta chuyển sang môn này số 4 đó là tìm từ đồng nghĩa các bạn ạ hãy câu số 2 là đó ô sôi ô sôi tức là muộn bằng vệ từ chikoku tức là đi muộn các bạn nhé tiếp theo chokin Chokin tức là gì nhỉ Để tiết kiệm tiền thì chúng ta sẽ có một từ tương đương đó là từ tameru okaneo tameru chưa nào hãy tiếp theo sửa đi tức là sửa chữa được chưa nào hay, thì chúng ta có một từ tương đương là từ sự tiếp theo có số 29 chín yokutoshi hay là yoku nên đều được nhá ok tức là gì năm sau đó được chưa nào năm sau đó chứ không phải là chứ không không phải là lai nên nữa tức là bằng với lại là その次の年 -no toshi tương tự có một từ nữa là yoku nhé tức là ngày hôm sau ngày hôm sau không phải là ngày mai nhá mà là ví dụ ngày hôm sau của cái ngày hôm đó được chưa hãy Hãy có số 30 Than sọ so", Than sọ so", tức là điểm yếu Có một từ tương đương đó là từ Hóa lươi cổ độ Đúng nào Hóa lươi độ Hãy chúng ta chuyển sang câu số 5 Đó là tìm câu đúng nhé Hay là đặt câu Người ta sẽ cho đặt câu ấy Và chúng ta phải tìm xem đáp án là đúng nhất Để thế nào hỏi Thứ nhất đó là Nico Nico tức là tủm tỉm cười Để thế nào Thì thầy sẽ cho một ví dụ đây các bạn có thể nhìn thấy rồi Sikararete ru Nico Nico ừ, tức là khi mà bị mắng thì đừng có nhoe nhoẻn cười Thế chứ nào, đừng có tùm tỉm cười Được chưa Hay, Kiểu như người Việt Nam sang Nhật đấy Không hiểu tiếng Nhật người ta mắng này, cười 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 đấy là không được đúng không ừ. Tiếp theo Tư di đự trong từ này nó có nghĩa là Hiểu được chưa nào hi. Có ví dụ đây này Hay, Cono restaurant no tên sàng wa Vietnam ga di không Nhân viên của quán ăn này Restaurant là nhà hàng này Đúng không Hiểu tiếng Việt thế tôi muốn cố gắng giữ gì được ok nha câu số ba mươi một cái hiểu nhé một cái hiểu là mục tiêu một cái hiểu thật sự tức là đạt được mục tiêu thế nào tiếp theo giác sự sự tức là dịch được chưa ego cả đã ni hong go ni sự dịch tiếng anh sang tiếng nhật thế nào tiếp theo số 35 này kê các cự tức là lên kế hoạch đúng không nào hãy kê các ộ thật thề được ok chưa tức là lên kế hoạch xong À, ngay sau đây thì chúng ta chuyển sang phần ngữ pháp các bạn ạ. Ngữ pháp thì chúng ta có 18 câu như thế này nhá. Đấy, câu đầu tiên, nazi ka to, tại sao lại thế này? Là bởi vì nani nani e kara desu. Nazi ka to, nani nani kara desu. Chẳng hạn như là tại sao bạn lại đến Nhật? bởi vì tôi thích Nhật. Được chưa? Naze nihon ni kita ka to, tại sao tôi lại đến Nhật đấy? Naze uh, nihon ni kita ka to, nihon no koto ga suki kara desu nó là ski cả đại điển. hãy chúng ta chuyển sang mẫu số 2 đó là động từ dạng với mát sự bỏ mát sự đi cộng với kỉ được hoặc là kỉ được thấy thế nào? hay thì nó có hai nghĩa nghĩa đầu tiên có nghĩa là hết sức gì đó vô cùng gì đó chẳng hạn như là skade kỉ được, à, skade kitta tức là mệt vô cùng, mệt hết sức rồi thấy thế nào? hay là à, futori kitta béo hết mức rồi, futori futori kitta thấy thế nào? À, còn một nghĩa thứ hai đó là gì à? toàn bộ sạch xanh xanh luôn ví dụ như là tabe kireta ăn hết toàn bộ rồi được chưa tabe kireta à tabe kireta hay là chúng ta chưa dạng phủ định được tabe kirenai ăn không hết thế nào tiếp theo uh, mẫu số 3 là về được beki tức là cần thiết cái gì đó rồi đúng không ví dụ xin gì cần thiết phải tin anh ấy sodan suru beki cần phải thảo luận đúng nào hãy mẫu ngữ pháp số 4 đó là gì đây eh, tốt ạ kagiranai chưa phải chưa chắc là đúng không ví dụ như này ngay cả người Nhật chưa chắc đã viết được nhiều chữ Hán đâu. Được chưa nào? Nihonjin demo kanji ga taksan kakeru to wa kakeranai. Được chưa nào? Hay, thế là chúng ta xong mẫu thứ tư rồi nhá. Chúng ta chuyển sang mẫu thứ năm, đó là hả? Nanika ni tsuke. Các bạn nhớ cái câu này này, cứ có việc gì đó là thế nào đó. Được chưa nào? Hay, cứ có chuyện gì là mông cự, đúng không? Đấy. Nanika ni tsuke mông cự o yu. Tức là cứ có chuyện gì là, là phà lan. Đấy chưa nào? Hay là chúng ta có một cụm từ đó là Kuchiyodasu đa sự Tức là eh, Chọn mồm chọn mõm vào Thì chúng ta đặt câu này Kare wa nanika ni tsuke đa sự Đúng không? Cứ có chuyện gì là anh ấy lại Chọn mồm chọn mõm vào Hay là, là sen ngang vào câu chuyện đấy Đấy nào? Hay, mẫu số 6 này Cứ xê ý Thế này rồi mà thế mà Ví dụ có người yêu rồi mà thế mà Vẫn đi gặp cô gái khác chẳng hạn Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hay là để, học sinh thế mà đi xe xịn thế 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 nào? Hay, câu này dễ rồi đúng không? Câu số 7, đúng không? Dư ni wa irare này Dư ni wa irare nai Tức là buộc phải, đành phải cái gì đó Ví dụ này, biết à, uh, thuốc lá nó có hại cho sức khỏe này chưa? Thế nhưng mà gì nhỉ? Vẫn phải hút Đúng không? Vẫn, như, kiểu nghiện quá vẫn phải hút đấy Nhưng nào nói gì nhỉ? Tha bác câu á Karara ni warui to wakatte masu ga Đúng không? Sư, sư wa dự ni wa irare này Đúng không? Nhưng vẫn phải hút kiểu kiểu như thế được chưa hay câu số 8 này v No nếu là như thế này thì cái gì đó cái mẫu này dễ rồi đúng không hay, nếu ngày mai trời nắng thì chúng tôi sẽ đi dạo chẳng hạn asta hare tự nà sampo kimas được chưa hay là sampo ok chưa hay mẫu số 9 này sasete kimas cái mẫu này trong bài 48 mina cũng có rồi đấy mà tôi xin phép được làm gì đó đúng không tôi xin phép được giải thích cho các bạn về vấn đề này. Kono mondai ni tsuite sẽ chia sẻ sẽ chứ nào Đấy nhá Đấy là dự tưởng của thầy Tiếp theo uh, Số 10 Ngữ pháp số 10 đó là Ukagaimas Ukagaimas thì có hai nghĩa Nó là khiêm nhường ngữ của Kiku Tazuneru Tức là hỏi Thấy chứ nào Thầy Nghĩa thứ hai đó là Khiêm nhường ngữ của Homonsimas Tức là ghé thăm Các bạn nhớ nhá Được okay, chưa 11 Kính ngữ là Nasatemaska Nasat Nasaru Là uh, kính ngữ Tôn kính ngữ của sư Đúng không? Anh đang làm công việc gì vậy? Đúng không? Nani o shite ka? Nani o nasatte ka? Ok chưa? Hay câu số 12 này, ngữ pháp số 12 là ni tức là gì? Chắc chắn là cái gì đó. Đúng không? Ví dụ mình nhìn vào cái cái máy tính hay là máy quay này nhìn nhìn trông có vẻ đắt tiền thế mà. Ôi máy quay xịn thế, đúng không? oh, camera desu ne. Đúng Takai ni Chắc chắn là đắt rồi. Nhìn ví dụ chúng ta nhìn thấy brand độ chẳng hạn đúng không? Hàng hiệu chẳng hạn thì nào, chắc chắn là đắt rồi chẳng hạn anh nhìn thấy ngôi nhà rất là đẹp Ngôi nhà đẹp thế Đúng không nào Hay, Tiếp theo Hăn men Han men tức là trái lại cái gì đó Nó ngược lại Được chưa nào Ví dụ như thế này Nhà tôi xa ga nhưng mà trái lại thì tiền nhà lại rẻ chẳng hạn Đúng không Hay, Và tôi là Eki kara toi hăn men Ya chín ga giá suy Ok chưa Hay, Một số 14 này Bạc kari để nạp cự Không chỉ Mà cái gì đó Ví dụ anh ấy không chỉ nói được tiếng Nhật mà còn nói được cả tiếng Anh nữa đúng không? Kare wa Nihongo bakkari de naku Ego mo hanaseru Ok chưa nào? Hai. Có số năm Yona Đừng xong là danh từ đúng không? Hoặc là Yoni cũng được nhá Hai. Thầy sẽ tưởng Yona hoặc Yoni đây nhá Ok Hai. Yona Ví dụ à Sono hai yu no yona hito ni naritai Tôi muốn trở thành một người Yona là như là Như là gì? Người diễn viên đó Được chưa nào? Mười 16 Datte tệ, cái này nó bằng với đế mộ hay là tê mộ để cho nào ví dụ ngay cả người nhật cũng không hiểu được đâu đúng không cũng không biết đâu đúng không để nào thì là ni hong jin đế mộ hoặc karanai hiểu đúng không thì là ni hong jin đặt để hoặc hay là chúng ta sử dụng động từ nhá ví dụ như là gì cho dù trời có mưa thì tôi cũng đi chẳng hạn đúng không ame ga futte mo ikimasu Chứ là ame ga futtatte ikimasu để cho nào 17 dễ rồi, nick kravete là dễ rồi đúng không? So với cái gì đó 18, gimi Tức là gì nhỉ? Hơi bị thế nào đó đúng không? Hay ví dụ, có vẻ như là hơi sốt rồi thì phải Netsu gimi Hay là kaze gimi là có vẻ hơi bị cúm rồi Kaze gimi Thế chứ nào? Vậy là thầy đã gì nhỉ? Dự tưởng xong phần từ vựng Đúng không? Và phần ngữ pháp cho các bạn rồi nhá Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần đọc hiểu Phần đọc hiểu thì chắc chắn xuất hiện hai câu hỏi như thế này các bạn nhá Thứ nhất là Hông bùng nai oto atteru mono wa tí À, câu nào trong số 4 câu dưới đây phù hợp với lại nội dung của đoạn văn các bạn nhá. Ok, câu số 2 này. Hisano no ichiban iitai koto wa dore ka? Tức là câu nào dưới đây là câu tác giả muốn nói nhất. Đấy, ok chưa? Tiếp theo là phần chokai, gai từ phần nghe hiểu đúng không? Phần nghe hiểu thì chắc chắn sẽ xuất hiện câu này các bạn nhá. Ok. Hai. Tenki ga ii kara sanpo shimashou. Tenki ga ii kara sanpo shimashou. Ok, mục đích mình làm ra video này có hai mục đích đó là một là các bạn để các bạn sẵn sàng chết thứ hai là để các bạn ôn luyện lại được chút kiến thức đúng không? chúng ta chỉ còn 4 đến 5 ngày nữa thôi và bước vào kỳ thi này rồi những bạn nào đã học rất là chăm chỉ học nhiều rồi thì các bạn hãy làm thật là nhiều đề còn các bạn nào mà học ít thì các bạn cũng làm thật là nhiều đề nhé hay thế nên là các bạn đừng quên cái kỳ thi MGT được tổ chức vào tối thứ sáu và cả ngày thứ bảy trên app Dũng Mori hoặc là trên website dũngmori.com nhé Chúng ta hãy vào đó để thử sức lại một lần nữa cái năng lực hiện tại của bản thân mình trước khi tham gia kỳ thi thật Và cái nội dung dự đoán của ngày hôm nay của thầy nếu mà trong kỳ thi thật nó xuất hiện thì các bạn nhớ quay trở lại video ngày hôm nay và comment ấn một like và chia sẻ giúp thầy nhé Ok, chúc các bạn thi tốt Bye bye các bạn Hay, May mắn và đạt được số cao nhé Bye bye